Xin mến chào các bác anh chị, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Hiện tại mình đang có mặt trong một cánh rừng và hiện tại là chiều trạng vạng các bác anh chị. Ở khu vực này theo mình được biết thì có một căn nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Căn nhà cũng khá nhỏ thôi, nhưng mà bên trong căn nhà này là cả một câu chuyện ai nghe cũng ấn tượng các bác anh chị. Bây giờ này chiều rồi, ở trong đây có một cái con đường đi vào trong núi này. Đó, cả nhà anh xem. Cái dãy núi chập trùng ở phía sau. Đó, đi băng qua đó là qua khỏi địa phận của tỉnh mình luôn nha. Dãy núi đó. Ui, nhìn vô cái núi nhìn rất đẹp hùng vĩ. Giờ này, núi cao đó em thấy không? Thấy dạ. Mây bay đỉnh núi luôn thấy chưa? Nè, bên dãy này nè, bước qua cái đỉnh đó luôn là qua địa phận của tỉnh Khánh Hòa, đúng rồi. Mình đây là ở đây là gọi là giáp ranh luôn ấy. Thì câu chuyện này mình được những người chăn bò chia sẻ lại các bác anh chị. Đó là trước kia ở ngôi nhà này có một gia đình sinh sống, đó là hai vợ chồng và hai người con. Thì người con gái khoảng tầm 15 16 tuổi gì đó. Vẫn đang đi học bình thường, và một người con nhỏ. Thì hai vợ chồng này hàng ngày là cứ đi làm rẫy rồi để kiếm sống thôi, đi rừng để kiếm sống thôi. Thì người con gái hàng ngày đi học rồi về nhà vẫn phụ bố mẹ nấu ăn. Khi mà đến khi một thời điểm ấy, cũng như là trai gái mới lớn rồi với anh chị, thì họ có cái tình cảm với nhau ấy. Rồi cô gái này mới yêu một người, yêu một chàng trai cùng học chung lớp luôn. Nhưng mà sau một thời gian thì bố mẹ cô gái này phát hiện được thì cấm, không có cho yêu. Kiểu như là còn nhỏ đang trong quá trình ăn học của anh chị, thì bố mẹ cô gái này muốn là cô gái này học đến nơi đến chốn, sau đó thì mới yêu đương lập gia đình. Sau cái chuyện đó thì đến khi mà trưởng thành cả nhà, thì cô gái này không chịu và cứ buồn bã. Sau khi mà bị bố mẹ ngăn cấm, cô gái này buồn bã và thường xuyên ngồi góc khóc hoài luôn. Thì bố mẹ cô gái này thì thường xuyên đi rừng không có biết. Cứ cô gái này buồn buồn ở nhà là khóc hoài. Và từ khi mà bị bố mẹ cấm thì chàng trai kia không dám đến thăm cô gái này nữa. Thì nói chung là hai người cũng lén lén ra ngồi gặp nhau thôi. Nhưng mà từ khi bố mẹ cô gái này cấm thì cô gái này rất là sợ. Sợ đi gặp thì về bố mẹ đánh cả nhà. Rồi sau đó một thời gian không biết sao cô gái này mang trong người một cái căn bệnh gọi là cái bệnh tự kỷ. Rồi đến một ngày bố mẹ cô gái này đi rừng, sau đó thì cô này ở nhà mới lén lấy một sợi dây cột lên trên cây cột nhà và tìm đường giải thoát của mấy anh chị ngay tại trong ngôi nhà đó luôn. Và sau khi mà đi làm về chứng kiến cảnh con gái mình như vậy thì hai vợ chồng mới buồn quá, và cũng an táng xong xuôi rồi. Sau một thời gian thì hai vợ chồng cũng dẫn đứa con bỏ nhà đi luôn, để lại ngôi nhà hoang đến bây giờ các bác anh chị. Thì nghe câu chuyện cũng khá là thương tâm, nhưng mà nghĩ lại thì cũng khá là rợn người các bác anh chị. Thì sau khi đó thì ngôi nhà này đã bị bỏ hoang đến bây giờ, và được nghe kể lại từ những người chăn bò xung quanh đây. Cứ canh trưa nắng hoặc là canh chiều chạng vạng tối giờ này nè, người ta lùa bò đi ngang qua ngôi nhà, người ta nghe những âm thanh, những âm thanh giống như là người phụ nữ đang khóc ở trong nhà cả nhà. Và có những âm thanh sụt sọt, có người còn thấy những cái bóng trắng thoáng qua thoáng lại bên trong ấy. Thì người ta cứ cho là linh hồn của cô gái, không biết có thật hay không, bởi vì người ta không dám vào. Ở trong ngôi nhà này á, theo mình được biết đó, là trước kia ở cách đây khoảng tầm mấy trăm mét có một công trình. Thì theo như mình biết thì chắc chắn là trước kia cũng có một vài anh làm công trình có thường xuyên tới ngôi nhà này để nghỉ mát. Nhưng mà mình nghĩ là ban đêm chắc chắn là không dám vào rồi. Và cái chuyện bên trong ngôi nhà này còn những gì bây giờ thì mình cũng không biết. Bây giờ mời cô bác anh chị đồng hành video cùng anh em mình bước vào bên trong để khám phá nha. Tiếng gì vậy ta? Ủa, dưới đây có con suối đó nè. Dưới đây có suối nước hay không? Đây có suối. Bữa giờ chắc nó mưa nó tạo suối luôn. Đúng rồi. Chắc là bữa giờ mưa to, nước suối trên kia nó chảy, nước chảy về các bác anh chị. Chắc là nước chỗ này cũng hơi cạn. Ừ. Ở rừng này thì toàn là cái chùm bầu không nha. Ủa, cái chùm bầu, lần đầu tiên mới biết cây này cây chùm bầu. Không biết nó tên là chùm bầu luôn hả? Dạ không đâu. Cây này cây chùm bầu là cây này. Hồi đó là lúc mà mình còn nhỏ các bác anh chị, mình thường xuyên đi tìm những cái cây như thế này nè, mà nó có những cái nhánh đẹp đẹp nè, ví dụ gì nè. Nè. Đó, hồi đó em có nghe câu là ná chùm bầu không? Đây anh. Ừ. Không, cái nhánh cây nè. Kiếm những cái nhánh nào mà nó như này nè, nó có hai cái chén đó nè. À, như là để làm ná đúng không anh? Đúng rồi. Chặt về và lấy dây thun á. Buộc lên trên đây nè. Tại vì biết sao không? Cái cây này mình mà hơ lửa qua nó dẻo lắm. À, là nó chỉ dẻo thôi cho nó không có gãy được luôn. Ừ, cho nên làm ná, lấy nó làm ná là không có gãy ná. Hồi nhỏ lấy cái này làm ná cả nhà. Mình gọi là cây chùm bầu á. Có thể là ở mỗi địa phương có cái tên gọi khác nhau về nó, còn ở mình gọi là cây chùm bầu.
Bây giờ anh đố em nha, cây này cây gì? Em cũng không biết luôn. Lạ quá đó. Em thu á, mấy cái cây này em không có rành được. Cây này gọi là cây dầu hôi á. Dầu hôi hả? Nó hôi lắm. Ừ. Hôi đúng không? Cái lá em không nghe, chắc em nghĩ là cái nó hôi. Cái trái nó có cái trái. Không, nó có cái trái, nó có mũ nè. Mũ nó chảy ra quá trời nè. Hồi đó có người ta lấy cái trái nó, người ta nấu dầu á. Dạ. Nấu dầu để đốt á nha. Dầu hôi, dầu lửa đó hả? Ừ. Trời, hay dữ ta. Mà không biết đốt được hay không nha. Em nghĩ chắc hên xui. Tại mình chưa có chứng kiến cả nha, nhưng mà mình nghe người ta nói vậy á. Trời, cái cây gai ghê ta. Cái gai này nó đâm vô chắc hơi bị thốn. Em nghĩ chắc cũng nghe ngửi với lại xương rồng. Ừ. Nhìn gai rồi. Này mấy cái gai. Ui dạ. Cái gai này nó khô nè. Ừ. Như cái này nè, mình đi mình quất vô chân một cái là xong luôn này nè, gai nè. Đó thấy không? Châm thử coi. Ui dạ. Đau không? Chắc cũng hơi đau. Cái chân của cái chân sao bông hoa không vậy chứ? Thì nó bị gọi là bị lát á. Lát hả? Dạ. Sao chân hoa nhiều vậy? Với cái lại, chân đã ho nhiều còn một phần đùi nữa. Với lại một phần bữa giờ bị mũi cắn. Vậy hả? Mũi cắn quá trời luôn à. Thường ở chân ta ho, ta giấu cả nhà này, ở chân nó ho nhiều, nó phơi ra cho người ta coi nữa. Còn cái mặt này nó mắt nó đã xấu rồi. Lỡ phải hết luôn. Ở đây, đây có một mô đất mà có cái cục đá, sao giống cái mũi vậy ta? Phải ta? Không biết. Anh không biết là cô gái này là gia đình an táng chỗ nào nha. Nhưng mà có khi nào để xung quanh ngôi nhà không ta? Không biết. Lạ nha. Sao đây có cái mô đất mà còn có cục đá nữa. Em nghĩ bên trong kia kìa, có như có một cái mô đất rất là nhỏ. Phải không? Rồi người ta đào lên rồi y như mất đi rồi. Phải không? Đó. Bên trong nó có một cái lỗ kìa. Ừ đúng rồi ha. Đó có một cái lỗ á. Em nghi là người ta móc đi rồi. Không biết có phải hay không nữa. Cũng hy vọng là không phải ha. Chứ nếu mà phải thì cũng khá xót xa cho cô gái này. Wow, ở đây nguyên một rừng mọc lên toàn cây dầu với lại cây chầm bầu không anh chị. Đây ngôi nhà đây của các anh chị. Trên kia là cái đường cao tốc Bắc Nam nha. Đây là đằng sau. Tại vì mình không có tìm đường cái đường ở trước. Lúc trước là bên kia nó có một cái đường, nhưng bây giờ người ta làm cái cao tốc hết đường đi rồi. Và mình chỉ tìm lúc nãy mình đi ngó đường rừng bên kia mà đi qua. Mình đi đường rừng bên kia đi qua các anh chị. Ừ. Xe để bên kia của các anh chị. Ừ. Xe để tuốt bên kia. Đang nữa quay xong hy vọng là chiếc xe vẫn còn nha. Em khóa cổ. Có chưa? Khóa. Ok. Còn chiếc xe để hai anh em đi á. Giờ này là trạng tối luôn rồi các anh chị. Đây, cái nhà. Trời ơi, sao mà nó âm u dữ thế. Mình bước vào trong ngôi nhà là tối luôn rồi vừa. Sao nghe cái lịch sử cô gái mất lúc 15-16 tuổi. Em nghĩ mấy cô gái mà đi sớm như thế này á. Không, cái này là mất lòng tin luôn á. Chà. Là cô gái lòng tin. À, nghe nó rợn gà lông dựng luôn nè. Ừ. Lông dựng luôn, trời. Thường mấy cô gái mà mất vậy linh lắm nha. Nên mình đừng nên kêu tên của mình. À, vô đó không kêu tên nha. Dạ, không kêu tên. Nghe nói tao nổi da gà luôn. Đã mất lúc còn trẻ, lúc đồng trinh mà còn mất vì chữ tình nữa. Cái sự oan ức của cổ khi mà bị ngăn cấm tình cảm của anh chị. Cái có lẽ như mình không biết là khi mà mất đi linh hồn của cổ có oán hận hay không biết nữa. Nhưng mà nếu mà thật sự bây giờ mà cổ chưa siêu thoát đó nha, mà cổ còn quanh quẩn ở đây á, thế nào anh em mình cũng gặp hiện tượng nha coi nè. Nghi trong này có rắn bò ra dưới rồi. Nó ghê mày. Nó làm nó thập sổn sổn. Mày thấy hả? Thấy ở dưới nó làm sổn 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 rồi kìa. Tao nghĩ giờ đâu có gió đâu, mấy cái cây đâu có chút nhích đâu mà ở dưới nó làm sổn 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 rồi. Giờ này rắn ra mày mà xỉu một cái là tao kéo không nổi đâu nha. Thằng ơi, có gì anh lôi em đi chứ đâu. Ui. Cái này gì lạ ta? Đâu? Nó như cái bông nữa. Không, cái cây này là một cái cây khác. Nó là một cái cây khác nằm mọc lên ở giữa cái đám dầu này chứ không phải là... Nhìn vô tưởng bông, cái mấy bông cái bông cúc á. Đây, ở đây là cái nhà bếp hay sao? Nhà bếp. Nhỏ nhỏ này. Phải không, hay là nhà tắm? Ủa?
Ủa, nó có cái lỗ kìa. Ủa? Nhà gì đâu, đâu nó bít cái tường rồi mà. Cái tường hả? Cái tường đó. Ủa sao xây cái này chi ta? Nhà tắm cũng đâu phải. Ủa, chứ nhà tắm cái... sao xây cái lỗ này làm gì? Hay là nhà vệ sinh ta? Trong nhà vệ sinh cũng đâu có cửa đâu. Đi mình đi vòng qua bên kia thôi. Có đường đi không? Này có đường đi nè. Ừ. Đúng luôn, đây nè, đây mình đứng đây mình có thể thấy nè. Đâu? Nè có cửa không? Ờ, như có cửa, đúng rồi, có cửa bên hông á, có cửa vào nè. À. Nhưng mà cây lâu quá không ai dám tới, cây nó bít hết rồi đó, ngay chỗ nó có cửa đó. Ừ, có cửa không đó, chắc là lâu quá không ai tới nó bít hết. Bên đây cũng không có đường đi qua, chỉ có đường bên kia thôi. Để qua lại nè. Vậy là nhà lần đi vệ sinh là phải đi vòng ra đây. Anh nghĩ là vậy. Ở đồng núi mà đâu có ai thấy đâu. Trong một khu rừng này nè, chỉ có một cái nhà chơi vơi thôi. Đúng rồi. Không có gì hết. Ui, lâu rồi em mới thấy lại cái cây đó anh. Cây lát hả? Cái cây đó, cái hồi xưa em chơi là cái cây đuốc á. Đuốc là đuốc sao? Cái đuốc rồi, nó mà khô, nó mà như vậy rồi xong cắt về phơi khô làm đuốc. Anh chưa nghe luôn á nha. Đốt lửa á. Phải không? Là đốt lửa á. Lâu qua coi thử coi. Cây đó là gọi là cây gì? Cây đuốc, em kêu bằng cây đuốc không à. Hồi xưa là em kêu là cây đuốc. Đuốc hả? Vậy là mình đốt đó cho nó cháy là kiểu như mà hồi xưa rồi người ta lấy đuốc rồi ta đốt đi đến trận rồi là ta đốt bằng cây này hay sao? Em cũng không biết nữa mà hồi xưa em hay chơi cái kiểu này lắm. Đó nè, nó như cây đuốc kìa. Tại nó như một bông gòn nó rất là dễ cháy. Nghe hả? Nó giờ nó gì nè. Ở sao nhìn nó giống cái cây xúc xích dữ ta? Đúng rồi, nó như cây xúc xích vậy. Nó như bông gòn này nè, nó nè. Đó, nó bông gòn à, nó rất đốt nó cháy hoài luôn hả? Nó cháy hoài. Nhưng phải phơi khô. Cây này thì hình như là cây lát á chứ. Em kêu bằng cây đuốc không à. Anh nghĩ chắc cây lát á. Trời. Lâu rồi em mới thấy lại. Đúng rồi, cây này cây lát á. Chà, coi ngôi nhà kìa. Đây này. Quá là ta nhìn thấy. Nhìn mình ngồi hồi này của anh chị. Con làm như trời. Để tôi coi thử đây. Em nghĩ ngôi nhà này bỏ lâu lắm rồi. Lâu rồi. Nhà nhỏ thôi mà bỏ lâu rồi. Anh dạ. Đi qua đây coi nè. Có một nào vỉ như cái vòng mà cái vòng vòng tròn mà âm dương á đó. Người ta vỉ ngay giữa nhà luôn kìa. Cái vòng vét quái. Đúng. Quay là tao vỉ cái này tao trắng yểm ta đó. Ngay giữa nhà luôn kìa. Đó. Ngay giữa nhà luôn à. Ở bên hông nhà có viết cái gì nữa nè. Rất là nhiều ký tự lạ lắm. Cái hình người màu đỏ này giống như hình một đứa nhỏ phải không? Cái tự là nhà của ga cái gì mờ quá chứ, đã lâu quá mờ quá rồi không có thấy được. Chúng ok, cái này chắc ok nè, nhưng mà viết bị sai dính tả nè, thấy thêm vô sắc nữa thành uké luôn. Đúng rồi. Kỳ lạ, tại sao lại quỷ cái vòng bé quái lên đây ta? Hay là trống điểm cô gái ta? Trời vẽ nhiều. Cái lạ dữ ta. Này anh em còn đến đây để khám phá tâm lịch ghi hình và chia sẻ không những với phá. Xin phép chừng giữ khúc mặt ở đây, cho phép mình bên trong ở Di Đà Phật. Ở Di Đà Phật. Cuốn chiếu à, coi chừng. Ui, nhà má. Trời. Cái này chắc ai vào biết nè. Nhà má. Chứ người ta biết, người ta vào tao biết.
Ui, có những con số lạ đây. Bên hông là cái gì vậy? Ui, đây. Nhà bếp hả? Đúng rồi, nhà bếp. Nó sập hết. Nhà bếp bị sập hết rồi. Ai gõ trong nhà vậy? Ai gõ vậy? Ơi, có, anh ơi, có cục dây nè. Mất hồn. Đi đi vào, đi vào, đi vào. Có cục dây nè. Ui, đó. Chưa vào luôn á trời. Chưa vào. Từ từ, cố gắng, cố gắng. Khắn, khắn, khắn lại nè. À, hôm nay anh em con đi thành tâm để khám phá tâm linh ghê mà chia sẻ không ý với phá đấy các chị. Đặc biệt là linh hồn của cô ở đây. Cho phép anh em tôi bước vào bên trong để khám phá ghi hình và chia sẻ thôi. Nếu có gì mà vào em xin các chị và linh hồn của lượng tới bước qua. Khi khám phá ghi hình xong, anh em tôi sẽ rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho cô và các chị ở Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Hãy xuất vào nha. Ê, cái nhà này gỗ, anh gỗ tiếng to luôn vậy mà nó còn phát ra âm thanh rất nhỏ. Cái tiếng hồi nãy chắc to lắm rồi. To lắm. Gỗ 3 tiếng thôi. Cái cọng dây. Không không không. Mất hồn. Cái này là cái bàn thờ. Cái bàn cờ. Cái bàn thờ mà ai gọt lên như giải đây trời. Tự nhiên cọng dây mất hồn luôn. Ở đây. Tắt mơ liền lét luôn. Mơ liền lét luôn. Cái này là cái bàn thờ của các anh chị. Bàn thờ. Bàn thờ rất là đơn sơ. Làm rất là đơn giản mộc mạc luôn. Chỉ đóng vài cái cây lên rồi xong cột cọng dây thép là để thờ rồi. Ừ. Ai vào đây biết chủ nhà ma ở đây. Anh ơi, em thấy ở đây rất là nhiều những con số. Có người nào, có người nào vào đây cầu cơ không ta? Không, cầu cơ ai biết lên tường này làm gì. Giống như những cái dòng số điện thoại, ai biết sợ lơ sợ lửng lên đấy. Cầu cơ phải biết gì đâu. Ở trong đây không có cái gì. Không có một cái gì gọi là của những cái thành phần kia vào trong đây luôn nha. Chắc em nghĩ người ta không dám đâu. Không biết có phải không dám hay không anh à. Sao đó mà không biết. Hay là mới vào bị dội nhét bỏ chạy rồi không biết nữa. Trời ơi, ai nghĩ cái hình này vậy? Đây, đồ cái hình này là mình được biết, mình biết là cái gì. Gì? Doraemon. Doraemon hả? Phiên bản Made in Việt Nam. Ừ. Lỗi hả? Bị lỗi á. Lỗi. Nhà này thì làm những cây kiều, không phải là những cây đà bằng vuông mà người ta làm những cây bạch đàn ở trong núi thôi cả nhà. Ê, mà cái nhà này cũng kỳ lắm nha. Nhà ở thì không thể nào mà làm cái này được. Một cây này, hai cây, nó kỳ lắm kìa. Đây còn cái này nữa nè. Nè, nè, coi nè. Em đến những ngôi nhà khác không coi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chỉ có 6 cây thôi. 6 cây. Em biết 6 cây là sao không? Nhưng mà tính theo phong thủy cực nhà nè. Sanh lão, bệnh tử, sanh lão, già luôn. Dạ. Không có sanh. Là phải 7 cây hả? Còn... Không, 9 cây hoặc là 13 cây mới được. Bây giờ làm lẻ đúng không? Chứ không được làm chẵn. Phải vào chữ xanh 1, 5, 2, 9, 3 là 13. Chắc không hay cái đây. Nhà gì vậy? Vậy gì vậy? Cột giống. Đúng rồi, cột giống. Nghĩ như vậy. Ủa, cái này là gì? Giúp chiếc xe gì? Em được biết hình như đây là theo xe container nhưng mà hai giò. Đúng rồi, xe đầu kéo ha. Yeah, mà kéo. Sao chỉ có hai bánh vậy? Để biết gì cầm thêm miếng bút lông vẽ thêm hai bánh nữa. Ngộ quá ta. Quà sĩ thì chưa tôi học nó tới trốn. Chắc là anh thiết kế mà anh không có biết cái đầu kéo nó mấy giò á. Chẳng lẽ ai dùng mật huyết những cái chữ lên. Ui, trời, có những cái dòng bát quái ở trong đó nè. Dòng bát quái nữa nè. Ở ngoài kia là một đúng không? Dạ đúng rồi. Hai, ba. Tổng cộng nhà có ba dòng bát quái luôn. Ui, chú vẽ nhiều bát quái vậy ta. Không biết nữa. Không phải là người ta biết, ta vào người ta vẽ trống nghiệp ta. Ui, anh. Tiếng gì á? Tiếng gì mới trên nóc nhà gì? Cái... Sao có lại thuốc để đây? Cái gì vậy? Mẹ cái bà ở không thằng lằn. Mất hồn. Rớt cái bịch nghe luôn mình. Nghe. Mất hồn. Ủa? Ủa sao tao để 50 phút? À,
Có số nè. Giống biểu hiện cầu cơ dữ ta. Cái này cầu cơ chứ nữa. Từ từ để coi coi. Giống số 12 vậy. 12 hả? 12, 19. 12, 19, 17. Để coi. À hình như cái này không phải. Hình như cái này 12 tháng 9. 12 tháng 9. Ừ 12 tháng 9. Đúng rồi, xẹt cái này, xẹt cái số 9 này. 12 xẹt cái số 9 này. 17. Gà lai. Ủa? Gia lai. Gia nè. Chữ gờ gờ này, chữ y nè. Chữ gì? Chữ A chữ gia nè. Gia lai. Người ta quýnh con số này là đài Gia Lai. Không biết nữa. Mấy đi thuốc. Ủa mà sao thuốc không đốt ta? Không đốt. Ủa mà sao lại đốt 5 điếu ta? Ủa anh có biết được cái vụ này không? Không nè, thường anh thấy người ta cầu cơ á là thường người ta vào dưới địa, trừ khi ngôi nhà hoang nào linh lắm người ta mới vào cầu thôi. Yeah. Mà nếu mà cầu cơ mà cầu về con nít ấy, gọi là thanh linh ấy, thì người ta sẽ cầu, ta đốt đèn và người ta cúng trứng vịt, hoặc là người ta cúng những cái hộp sữa, chắc chắn là phải có sữa. Yeah. Là cúng vong nhi nha, là thanh linh ấy. Còn mà năm điếu thuốc như vậy anh nghĩ là thứ hai là họ cầu ngũ long công chúa ấy. Trời, ngũ long công chúa là như thế nào anh? Tức là ở trong những cái điều tâm linh mà hồi xưa được biết lại á, qua những câu chuyện dân gian mình đọc á nha. Yeah. Chắc bị thầy bùa hồi xưa ấy, là người ta luyện một cái loại bùa, người ta có thể thỉnh được ngũ long công chúa, tức là năm cô gái đồng trinh. Năm cô gái đồng trinh là chúng ta nói lại đi. Trong nhà này có không, từ để mình nói hết cô bé anh chị. Tức là mình không biết đúng hay không thì cô bé anh chị có thể phân tích giúp mình nha. Thì được đọc qua những câu chuyện dân gian, tức là ngày xưa có các vị thầy bùa hồi đó thôi nha, chứ bây giờ mới có thể là thất truyền rồi. Các ông thầy bùa họ mới luyện ra một cái loại bùa gì đó, họ có thể thỉnh được ngũ long công chúa, họ gọi hồn năm cô gái đồng trinh về, họ có thể sai khiến họ làm bất cứ thứ gì. Và ở Việt Nam mình cũng có một cái câu chuyện từng xảy ra, đó là chắc cô bé anh chị đã biết, của câu chuyện Thiên Linh Cái xảy ra ở tại miền Tây Việt Nam mình. Câu chuyện đã phôi phai cũng rất là lâu rồi. Giờ ra những bộ phim Thiên Linh Cái rất là ghê luôn. Đúng rồi. Và ở đây tại sao lại có năm điếu thuốc, thì mình nghĩ ở đây chắc chắn là họ cầu ngũ long công chúa. Nhưng mà cái điều đặc biệt là ở ngôi nhà này có một cô gái mất đồng trinh, hay là họ vào đây họ nghĩ là cô gái này có thể họ gọi luôn một lần năm cụ linh hồn của ngũ long công chúa vào về để họ cầu cơm, mình cũng không biết nha. Trời là trời. Nhưng mà tại sao năm điếu thuốc này họ không chịu đốt đi theo những cái phán đoán của anh nhỉ? Theo những phán đoán của mình, cô gái anh chị, hình như là họ chuẩn bị hổ cái gì vậy? Okay. Theo phán đoán của mình, của các anh chị, hình như là họ chuẩn bị họ đốt thuốc để họ mời ấy. Thì họ bị dọa nhét họ bỏ chạy luôn á. Anh ơi, cái điếu thuốc nó cháy, mới vừa cháy rồi nó tắt luôn rồi. Này có điếu họ đang đốt nè, có điếu họ đang đốt nửa chừng nè. Mình đoán như vậy không biết có đúng hay không nha. Có thể là họ vào họ cầu, họ đang cầu nửa chừng cái họ chuẩn bị họ đốt á. Rồi họ gặp hiện tượng ra dội nhất họ bỏ chạy hay sao. Mình đoán như vậy không biết có phải hay không nha. Ủa cái gì ta? Cái nanh của con gì vậy? Cái này là cái nanh này. Nành, đúng rồi, cái nành rồi. Nành con gì vậy? Cái xương bị gãy. Phải xương gãy không? Cái xương, miếng xương. Miếng xương hả? Miếng xương. Rồi mày? Miếng xương. Nè, miếng xương y là bị bể miếng ra. À, hai này chích đựng, chích đựng, chích điên đó. Coi chừng họ lấy miếng xương họ vào họ cầu cơ ấy. Ôi, trời ơi, miếng xương này chứ không phải cái nành đâu anh à. Xương hả? Xương á. Trời ơi. Miếng xương. Khoan, sao nó có cái mùi chua lét vậy?
cái mùi chua. Ê, nó có một cái mùi thơm nữa nè. Mùi thơm giống như mùi nước hoa không nổi. Đúng không? Trời, chúng con nè. Ở đây có một vòng quay quái mà ngày đèn có con cái nữa. Bên đây có con cái. Bên đây có cái nữa, người ta vẽ là xong. Ở trước thì con cái nữa. Người ta ngồi đây, người ta làm nè. Không phải đâu. Anh nghĩ cái dòng mấy quái này, mấy quái không phải của người cầu cơ vào để vẽ đâu. Anh nghĩ ai vẽ? Cầu cơ là một đối tượng khác cơ. Hay là họ đem cái nanh này vào, họ đem cái miếng xương này vào để họ cầu cơ ta. Thường là cầu cơ là anh thấy cầu cơ bằng miếng nắp dán hờm á. Dạ đúng không? Mà tại sao đây lại có miếng xương đây ta? Xương đúng không em thấy? Khẳng định là xương đúng không? Khẳng định là xương chứ không phải là cái miếng nanh. Ý như là miếng xương nó bị vỡ vảnh mảnh một miếng á. Tôi mình thấy thêm cái thành phần cho mình mà thấy thêm một miếng nào nữa bự bự cho mình báo an luôn cả nha. Cái này nhỏ quá chưa khẳng định được, nhưng mà mình đoán là chắc là liêm cái này vào cầu cơ ấy. Và mình có thể đoán là năm cái thuốc này chắc là cầu ngũ long công chúa. Bây giờ em có làm một việc đó không? Chắc vậy có theo quyền em đốt năm thuốc này đốt không mày? Đốt mời mời luôn, mời lâu luôn hả? Mời luôn. Nó đốt rồi, coi thử coi nó đốt. Có thể con mời linh hồn của cô. Đừng có mời ngủ lâm công chúa nha. Cháy không? Cháy. Y như điếu thuốc này nó còn rất mới, anh thấy còn hơi mới mới. Hay là người ta mới vào đây ta cầu ta? Mới chỉ mới vào đây cầu thôi này. Khấn cái thần tâm vào nha. Khấn lên lòng của cô. Cái gì anh? Điếc đâu? Anh? Sao vậy anh? Tự nhiên sao cái này nó lắc vậy? Biết đâu tự nhiên cái miếng cây nó lắc à? Ừ. Để thuốc đi. Khói dựng đứng luôn, khói đi lên đứng luôn nè. Khói nổi da gà luôn trời. Khói đứng luôn rồi. Nổi da gà luôn. Trời ơi, em nổi với gà luôn rồi. Để ngồi dưới đây. Đây là nổi với gà đúng không ạ? Ui đó. Trời ơi. Có trong tự nhiên cái này nó làm cho mình luôn rồi. Kỳ lạ lắm nha. Đâu có gió đâu mà gió sao mà đá mới quay được. Trời. Trời. Cái đủ. Cái đủ. Cái này nằm nữa nè. Để nằm gì nó không rớt tàn luôn không anh? Ừ. Tối rồi cả nhà. Tối rồi. Tối, sắp tối. Tiện nhìn qua cái nhà mất quá thì ớn vậy. Ừ.
Ủa sao cái đèn led anh tự tắt rồi? Mất đèn đúng không? Quay lại là mất đèn đúng không? Mất đèn ơi. Ui. Sao mà tự tắt được? Mất đèn ơi. Hả? Không. Có lại nè, có lại. Em nghĩ nha, cái điện thoại nó có em ra em để mấy lần nữa. Cái điện thoại của anh á mà có điều gì đó là nó hay nó bị đơ và dơ không được. Kỳ vậy ta. Cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà thứ ba rồi. Ui. Ui. Chạy. Có khi nào người ta không cho mình ở trong đây không anh? Không, từ. Em nghĩ mấy đứa thuốc người ta mới gì đốt là bị dọa rồi chạy nè. Chắc vậy à. Mà những cái cầu cơ thường họ dạng lắm chứ. Anh nghĩ chắc họ bị hiện ra, họ bị hiện ra nhát luôn á. Trời, nói ra trong nửa cục đó trời. Nhân hòa cái điện thoại nó lần thứ ba rồi. Ừ. Đây là lần thứ ba em để ý là có một cái hiện tượng gì đó y như là hồi bữa trong cái nhà trên máy to kìa, trời máy to nữa kìa trời. Trời ơi, mình đang quay sao cái đèn led tự tắt được? Hồi nãy là mở cái đây là mở có đèn led đúng không? Dạ đúng rồi, nãy mở có đèn led mà. Hay là anh soi dí cái điện thoại vào trong đó. Ta khó chịu ta. Chẳng lẽ ngay đây. Điện thoại vào đâu ánh sáng ngay người ta. Nó làm anh giật mình ở đây luôn á trời, cái âm thanh gì lúc nãy nè. Trời, cái gì cái gì? Mà trong đây có nhiều tàn thuốc lắm nha, hình như tao vào tao đốt thuốc tao mời hay sao á. Nè. Bên kia rất nhiều một đống luôn kìa. Tàn nữa nè. Hình như có nhiều người vô đây cắm thuốc mời lắm anh ơi. Ừ. Đây, anh coi mấy điếu thuốc kìa. Ui, không đốt tàn xuống không? Không, cả tàn. Tàn đều luôn. Mà tàn nhanh nữa chứ. Đỏ luôn kìa. Rồi, nói cái rớt luôn à. Ui, anh đã nhập lên mấy con số rồi. Không, mình không có cầu cơ, chắc không muốn nói đâu. Tiện ghi nè. Ê, cái này là chắc ngày, là ngày tháng. Ngày tháng. Ở đây là số. Số là đài. Chắc vậy ạ. Chắc họ mới lớn lắm nên mới ghi như thế nè. Anh nghĩ là vậy. Chứ thường em biết cái cầu cơ là người ta chỉ để một hàng số là đi tới đâu người ta tự về người ta đánh. Ừ. Em nghĩ người ta khấn cần cái con số đó lắm. Đúng rồi. Mà anh nghĩ đó, này chắc họ cố tình họ viết số ra để họ cầu con số này nè. Yeah. Nhưng mà họ bị sao á, họ chắc anh nghĩ là họ bị nhát hay sao họ bỏ mà chạy vậy. Thuốc chưa kịp đốt. Nãy giờ là mấy đây lần là, đây là những miếng giấy vỡ của học có thể là rồi. của lúc còn sống đây. Của học á, giấy vỡ nó là rất lâu rồi. Không hiểu tại sao cái điện thoại nó lại tắt. Ui, trời ơi, đá được. Hai lần nha. Hai lần cũng tu một giờ này cũng tu. Cái điện thoại sao nó kỳ vậy ta? Điện thoại nó bây giờ được cảm nhận được luôn á. Hay là nãy quay thẳng vô đó, cái đèn nó chiếu thẳng vô tao khó chịu tao tắt luôn. Trong này còn cái bếp luôn nè, mà cái bếp sập đi nữa rồi. Như cái bếp này là bếp củi thôi nè. Bếp hồi xưa, bếp củi hồi xưa. Ủa, có chừng miếng đai nè. Cái nhà nhỏ mới vậy trời. Tí xíu mà ớt ợn rồi. Ừ. Trời ơi, nhìn đâu đây. Ui, coi
giữa nhà một cái gai luôn. Gai một đâm xuyên cái bê tông, đâm xuyên xi măng, đâm lên luôn không? Thì nhà này nãy giờ là 3 lần luôn anh. Mình vô mình coi đi mấy đứa thuốc thêm một lần nữa là mình thoát rồi. Bước vào đây nặng nề luôn, muốn ơi ghê luôn á. Thôi tắt hết luôn rồi. Còn cháy, còn cháy, còn cháy. Hồi nãy anh thấy nha, em cầm 5 đứa thuốc khói đi dựng đứng rồi luôn. Ừ, chắc là của trứng ấy. Chắc là của trứng ấy. Ê, nghe tiếng ai nói không vậy? Đó, tiếng ai nói vậy sao mà xuống nhà? Giọng con gái. Tiếng ai nói vậy sao mà xuống nhà ấy? Giọng con gái. Không có ai đâu. Đi ra coi được. Mẹ ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì trời? Cái gì vậy trong nhà hả? Mở ra. Tiếng gì vậy ta? Như tiếng ai đi trên mấy tuần vậy? Tiếng ngồi đi mấy tuần hả? À. Rồi không được anh ơi, đi thôi anh ơi, chạy ra anh ơi. Không thì tiếp, tôi thấy tôi vừa đây đã là yên không yên tĩnh cho cô nhé. Vậy các chị không mặc ở đây, ai gì đà Phật, cảm ơn đã cho anh tôi về. Môi gì đà Phật, trả lời nơi công việc yên tĩnh cho chị. Mình xin kết thúc video ở đây cả nhà. Mình xin kết thúc video nhé, cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo, chào bye bye.